Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là thạc sĩ bác sĩ nội chú Bùi Thị Nga, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Thần Kinh Bệnh viện Bạch Mai. Hôm nay tôi xin trình bày chủ đề dấu hiệu nhận biết và sự và cách xử trí bệnh Parkinson. Mục tiêu trình bày hôm nay của tôi gồm có 4 vấn đề. Thứ nhất là đại cương về bệnh Parkinson. Thứ hai là dấu hiệu để nhận biết bệnh Parkinson. Thứ ba là chẩn đoán bệnh Parkinson. Thứ tư là xử trí và điều trị bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson là một trong những bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển thường gặp nhất với triệu chứng lâm sàng kinh điển gồm có trầm cử động, run lúc nghỉ, đơ cứng và mất ổn định tư thế. Bệnh Parkinson là bệnh thoái hóa ở các tế bào thần kinh ở liềm đen và hạch thể nền và hạch nền thể vân. Tỷ lệ mắc bệnh từ 80 đến 160 người trên 100.000 dân. 2% ở người bệnh trên 65 tuổi. Tỷ lệ gặp ở nam tương đương ở nữ. Tuổi khởi phát bệnh khoảng 55 tuổi. Thời gian tiến triển trung bình từ 14 đến 18 năm. Nguyên nhân gây tử vong hay gặp nhất là các cái biến chứng viêm phổi. Về căn nguyên gây bệnh Parkinson hiện tại không rõ ràng. Có nhiều giả thuyết đưa ra nhưng chưa được chứng minh. như bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa tiến triển do thoái hóa các thể vân và liềm đen ở uh, liềm đen <laughs> ở trên slide này chúng ta có thể thấy ở uh, thể vân bao gồm những nhân đuôi các nhân bèo và các nhân ở hạch đáy ngoài ra còn có ở liềm đen ở phần trung não ở những người bình thường thì cái liềm đen ở phần trung não đây thì có là các là nơi chứa các tế bào chứa dopaminergic hệ dopaminergic là hệ uh, là dopa, là hệ dẫn truyền thần kinh tuy nhiên ở bệnh nhân Parkinson thì cái liềm đen này nó bị mất đi do mất đi các cái tế bào chứa chứa dopaminergic do đó trong khi đấy thì nồng độ acetylcholine trong cơ thể vẫn sản xuất ra bình thường vì vậy mất sự cân bằng giữa hai hệ acetylcholine và hệ dopamine và gây ra các triệu chứng bệnh Parkinson. Về triệu chứng lâm sàng, triệu chứng lâm sàng của bệnh Parkinson bao gồm triệu chứng vận động và ngoài vận động. Trên đây là sơ đồ cho sơ đồ cái đánh giá quá trình tiến triển của bệnh. Khi mà từ lúc xuất xuất hiện triệu chứng vận động. Đây ạ, thì triệu chứng vận động như tôi vừa nói là có triệu chứng giảm vận động cứng run thì trước trong quá trình tiến triển của bệnh đấy thì trên đây là trên đây là sơ đồ về các triệu chứng xuất hiện của bệnh Parkinson, quá trình tiến triển của bệnh từ khi xuất hiện triệu chứng vận động như giảm động, cứng run cho đến khi uh, có biến chứng là khoảng từ hai, khoảng 20 năm. Tuy nhiên, trước khi có các triệu chứng vận động thì người bệnh cũng đã có những triệu chứng về ngoài um, triệu chứng trước ngoài vận động như triệu chứng táo bón, dối loạn giấc ngủ hay là rối loạn lo, trầm cảm, giảm ngửi để đến cụ thể từng triệu chứng uh, triệu chứng vận động um, bao gồm có 4 triệu chứng thứ nhất là giảm vận động thứ hai là run thứ ba là co cứng cơ do tăng lực cơ loại ngoại thất thứ tư là mất phản xạ tư thế uh, với giảm động thì là biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân ở tay thì bắt thường bắt đầu ở ngọn chi khó thực hiện các động tác hàng ngày như cài cúc áo buộc dây giày giảm đung đưa tay khi đi lại ở chân thì bước chân thường ngắn kéo lê trên sàn bước chân không vững khó khăn khi đứng lên khỏi ghế hay ra khỏi ô tô ở mặt giảm chớp mắt khe mi rộng giảm biểu cảm ở mặt và biểu hiện cảm xúc như mặt nạ giọng nói đơn điệu ngắt quãng khó nghe và nói chậm chữ viết của người bệnh Parkinson thường chậm và nhỏ dần run trong bệnh Parkinson thường là run khi nghỉ giảm khi vận động có chú ý và thường khi giai đoạn về sau Dun, ngoài run khi nghỉ ra còn có thể xuất hiện cả run khi vận động ở khởi phát run thường một bên về sau có thể lan lên hai bên sau vài năm run thường có biên độ nhỏ tăng lên khi căng thẳng tâm lý và khi lo lắng và mất đi khi ngủ đây là một số một video về một bệnh nhân Parkinson có biểu hiện Parkinson triệu chứng biểu hiện ở nửa người bên trái đây ạ khi đi lại thì bệnh nhân giảm đung đưa ở tay bên trái cử động rất chậm. Đi ở chân bên trái thì khó nhấc hơn, cảm giác phải lê chân hơn. Khi thực hiện các cử động thì đây thì uh, nắm nắm xe bàn tay tay bên phải hoặc cử động rất là tốt và nhanh ạ. Và thực hiện hết các biên độ cử động trong khi đấy ở tay bên trái bệnh nhân khó cử động hơn ngập ngừng không tự hiện hết được các biên độ vận động ạ và chậm hơn so với bên phải ngoài ra mình thấy gương mặt của bệnh nhân cũng như mặt nạ tức là biểu lộ cảm xúc rất là rất là ít giảm cử động mắt trong động tác sấp ngửa bàn tay tay bên phải thực hiện rất là tốt có thể sấp ngửa hết biên độ và nhanh khi thực hiện sang tay bên trái. Bệnh nhân khó thực hiện các động tác ngập ngừng và không thực hiện hết biên độ của động tác ạ. Động tác chập uh, ngón tay bên phải cũng rất là nhanh, trơn chu và không có độ ngập ngừng thực hiện được hết các biên độ. ở động tác chọc ngón tay bên phải à bên trái thì động tác sẽ ngập ngừng hơn và bệnh nhân rất là khó để thực hiện Bệnh nhân có biểu hiện ở run ở tay bên trái. Run xuất hiện tư thế khi run biên độ nó nhỏ xuất hiện ở xuất hiện ở tư thế nghỉ bệnh đây là bệnh nhân có biểu hiện bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm và khi bệnh nhân đưa tay ra trước vận động thì không còn xuất hiện run nữa ngoài ra bệnh nhân này còn có biểu hiện run nhẹ ở môi Uh, một triệu chứng vận động trong bệnh trong bệnh Bắc, trong hội chứng Parkinson đấy nữa là uh, tăng trương lực cơ. Tăng trương lực cơ là triệu chứng hàng định nhất co cứng ngoại tháp tất cả các nhóm cơ và ưu uh, thế các cơ gấp vì vậy dẫn đến ra tư thế hơi gấp. Uh, tư thế hơi gấp của người bệnh khi đi lại. Khám thì có dấu hiệu uh, bánh xe răng cưa, tư thế không uh, tư, tư thế đứng không vững và dễ ngã về sau khi đẩy nhẹ ra sau giai đoạn nặng thì có dấu hiệu đông cứng. Đây là một clip của một bệnh nhân bị Parkinson. Bệnh nhân có dấu hiệu các cái tư thế bệnh nhân thường hơi gấp, đầu hơi cúi ra trước, lưng hơi cong, gối uh, gối khuỷu gấp nhẹ. Khi đi lại thì bệnh đang đi lại thì bệnh nhân đột ngột dừng lại có dấu hiệu đông cứng dáng đi. Đấy. Và khi xoay khi chuyển đổi tư thế đi phải quay lại thì người bệnh rất là khó khăn để bước đi những bước đi đầu tiên tuy nhiên khi bước đi được rồi người bệnh có thể đi được dễ dàng hơn ạ Cái vấn đề khó khăn bệnh người bệnh rất là khó khăn khi đi chuyển hướng hoặc là khi quay lại các bước chân ngập ngừng Ở triệu chứng thứ tư của triệu chứng vận động trong bệnh Parkinson đó là mất ổn định tư thế và dáng đi người bệnh ở giai đoạn bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn bệnh tiến triển bệnh nhân người bệnh sẽ cảm giác mất thăng bằng sẽ bị té ngã khó khăn để đứng dậy khi đang ngồi và khi bước chân đầu tiên khi khi quay người và khi muốn dừng lại ạ. Đây ạ, Đúng là cái video trong slide trước. Người bệnh đang đi thì đang thì đột ngột dừng lại, có dấu hiệu đông cứng dáng đi. Và đúng là đi thì có dấu hiệu chúi về phía trước. Bước lê chân và bước đi rất là nhỏ. Khi người bệnh quay người rất là khó khăn. Và bắt đầu thì những bước đầu tiên thì khó ạ. Nhưng mà khi đi được rồi thì bệnh nhân sẽ đi dễ dàng hơn ạ. triệu chứng ngoài vận động đi đến triệu chứng thứ, thường gặp thứ hai là các triệu chứng ngoài vận động trong bệnh Parkinson. Các triệu chứng ngoài vận động có thể gặp trước khi xuất hiện triệu chứng vận động. các triệu chứng khởi phát các triệu chứng khởi giai đoạn khởi phát của tiền vận động thì các cái dối loạn có bao gồm có các cái dối loạn giấc ngủ như dối loạn hành vi giấc ngủ ở giai đoạn REM có thể có táo bón đau cổ vai gáy trầm cảm hoặc dối loạn thần kinh thực vật tự động mệt dối loạn cảm giác ờ, ngoài ngoài ra, khi mà có khi đến giai đoạn sau mà có các biểu hiện của rối loạn vận động rồi thì có thể gặp các triệu chứng ngoài vận động khác như hạ huyết áp tư thế, thường gặp ở những người có tuổi cao, thời gian bị bệnh kéo dài và sử dụng các thuốc chặn alpha giao cảm hoặc các thuốc điều trị bệnh Parkinson có, gây, có thể gây tác dụng phụ hạ huyết áp tư thế. Người bệnh có thể có rối loạn tiểu tiện Thường gặp ở 25 đến 50% có thể à, có thể gồm là tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Uh, có thể có dối loạn chức năng tiêu hóa như dối loạn nuốt chậm quá trình làm hỗng làm rỗng hỗng tràng giảm cảm giác thèm ăn đầy bụng buồn nôn và ảnh hưởng đến việc hấp thu levodopa người bệnh có thể có táo bón dối loạn chức năng tình dục có thể gặp 25% mở bệnh nhân Parkinson Ngoài ra, người bệnh có thể có triệu chứng của suy giảm nhận thức và sát xuất trí tuệ thường gặp ở giai đoạn muộn, có thể có loạn thần và ảo giác, gặp bản thân cái triệu chứng loạn thần và ảo giác có thể gặp bản trong bản chất của bệnh Parkinson cũng có thể là gặp trong những tác dụng phụ của của thuốc điều trị Parkinson trong đó ảo thị là thường gặp nhất các triệu chứng khác như đau tê bì chảy nước dãi tăng tiết bã và phù chi dưới cũng có thể gặp ạ ừ, về các xét nghiệm cận lâm sàng thì các xét nghiệm cận lâm sàng không có giá trị để chẩn đoán xác định bệnh Parkinson mà các xét nghiệm chỉ hỗ trợ trong chẩn đoán loại trừ một số uh, hội chứng Parkinson hoặc là trừ một số trường hợp mình nghi ngờ um, nghi ngờ và chẩn đoán phân biệt um, một số trường hợp um, như cộng hưởng từ não hoặc là các cái test mùi, các xét nghiệm gen thì để uh, tầm soát ở uh, những người bệnh có tính chất gia đình ngoài ra còn uh, xét nghiệm như ghi niệu động học uh, để đánh giá cái tình trạng uh, tình trạng trầm thể tích bằng quang về chẩn đoán, chẩn đoán bệnh Parkinson kinh sơn chủ yếu dựa vào lâm sàng. Năm 2015, Hội rối loạn Vận động đã đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Parkinson với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Theo theo tiêu chuẩn này, chẩn đoán lâm sàng bệnh Parkinson gồm có 4 bước sau. Thứ nhất là chẩn đoán hội chứng Parkinson là tiêu chuẩn cần bắt buộc phải có, bao gồm khi có triệu chứng trầm cử động và ít nhất một trong hai triệu chứng đưa cứng và run khi nghỉ. Thứ hai là tiêu chuẩn loại trừ tuyệt đối, khi có bất kỳ một dấu hiệu nào nào của tiêu chuẩn loại trừ tuyệt đối thì có thể loại trừ chẩn đoán bệnh Parkinson. Thứ ba là tiêu chuẩn hỗ trợ, và thứ tư là các dấu hiệu cảnh báo. Trong cái hội chứng Parkinson, cái tiêu chuẩn cần nhất đấy là như tôi đã nói trước là hội chứng Parkinson bắt buộc phải có triệu chứng chậm cử động, kèm theo là ít nhất một trong hai triệu chứng đơ cứng và run khi nghỉ về thứ hai là về tiêu chuẩn loại trừ tuyệt đối đối với một bác sĩ khi mà khám và đánh giá người bệnh Parkinson cần phải nắm rõ các tiêu chuẩn để loại trừ tuyệt đối bệnh Parkinson thứ nhất là bất thường tiểu não rõ ràng thứ hai là liệt chức năng nhìn xuống trên nhân hoặc chậm chọn lọc khi nhìn xuống nhanh hoặc đến đích Thứ ba là được chẩn đoán mức độ rất có thể sa sút tâm thần chán thái dương hoặc mất ngôn ngữ tiến triển nguyên phát theo tiêu chuẩn đã có sẵn trong vòng 5 năm, năm, năm đầu của bệnh. Thứ tư là các triệu chứng bệnh Parkinson chỉ giới hạn ở hai chi dưới hơn 3 năm. Thứ năm là đã có triệu điều trị thuốc ức chế thụ thể dopamine hoặc thuốc hủy dopamine với liều và thời gian đủ để gây ra hội chứng Parkinson do thuốc. Thứ sáu, kém đáp ứng với liều cao levodopa mặc dù độ nặng của bệnh ít nhất ở các ở mức trung bình. Thứ bảy, mất cảm giác vỏ não rõ ràng, ví dụ như mất cảm nhận về khối hình, mất cảm nhận về hình vẽ trên da, mất cử động hữu ý ở chi rõ ràng hoặc mất ngôn ngữ tiến triển. Hình ảnh học chức năng hệ dopaminergic tiền synap bình thường có nguyên nhân khác phù hợp với hội chứng Parkinson của bệnh nhân hoặc theo đánh giá chẩn đoán gần đây đủ của chuyên gia là khả năng do nguyên nhân khác hơn là bệnh Parkinson. Về tiêu chuẩn hỗ trợ, gồm có 6 tiêu chuẩn. Thứ nhất là thuốc dopaminergic có hiệu quả rõ ràng ở và ngoại mục trên triệu chứng bệnh. Thứ hai là triệu chứng cải thiện đáng kể khi tăng liều và trở, trở nên xấu đáng kể khi giảm liều. Giao động vận động bật tắt rõ ràng nhưng phải có dấu hiệu tắt dần cuối liều có thể đoán được thứ tư là có loạn động do levodopa thứ năm là run khi nghỉ ở một chi được xác định bằng khám lâm sàng thứ sáu là hiện diện dấu hiệu mất mùi hoặc mất phân bố giao cảm uh, mất phân bố giao cảm tim trên nhấp nháy đồ mibbg dấu hiệu cảnh báo dối loạn ráng đi tiến triển nhanh đòi hỏi phải thường được sử dụng xe lan trong vòng 5 năm sau khởi phát hoàn toàn không có sự tiến triển nặng của các triệu chứng vận động qua hơn 5 năm tiến triển uh, diễn tiến trừ khi triệu chứng mất ổn định là do điều trị có các triệu chứng hành nào sớm trong vòng 5 năm đầu tiên dối loạn hô hấp thì hít vào thở uh, thì hít vào có suy uh, thần uh, dối loạn thần kinh tự chủ có té ngã tái phát trên một lần trong một năm do dối loạn thăng bằng trong vòng 3 năm đầu tiên của khởi bệnh có loạn chứng lực cơ cổ gập hoặc cứng khớp bàn tay, bàn chân trong vòng 10 năm đầu khởi bệnh. Thiếu vắng khắc triệu chứng ngoài vận động thường gặp dù người bệnh đã trên 5 năm. Không lý giải được sự hiện diện của các triệu chứng tháp như yếu liệt, tháp hoặc tăng phản xạ bệnh lý rõ ràng. Có hội chứng Parkinson đối xứng hai bên được mô tả bởi người bệnh, người nuôi bệnh hoặc bác sĩ lâm sàng. Ờ, để đánh giá là có các cái triệu có các tiêu chuẩn loại trừ tuyệt đối, tiêu chuẩn hỗ trợ hay là tiêu chuẩn uh, cảnh báo thì cần phải có được bác sĩ chuyên khoa đánh uh, cần phải được bác sĩ khám uh, bác sĩ thần kinh khám và đánh giá trên từng bệnh nhân. Về tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Parkinson theo uh, hội rối loạn vận động năm 2015 thì khi một khi đã có hội chứng Parkinson được chẩn đoán thì với để chẩn đoán lâm sàng chắc chắn bệnh Parkinson cần phải tuyệt đối không có tiêu chuẩn loại trừ nào và không có dấu hiệu cảnh báo nào và có ít nhất hai tiêu chuẩn hỗ trợ đối với có hội chứng Parkinson nhưng để chẩn đoán lâm sàng rất có thể bệnh Parkinson thì cần phải tuyệt đối không có tiêu chuẩn loại trừ nào và có ít hơn hoặc hai dấu hiệu cảnh báo kèm theo có ít nhất một tiêu chuẩn hỗ trợ và và số tiêu chuẩn hỗ trợ phải bằng hoặc nhiều hơn số số dấu hiệu cảnh báo. Ờ, bệnh Parkinson thì cần được chẩn đoán phân biệt với một số bệnh có hội chứng Parkinson khác hoặc là một số thể khác như run cần phân biệt với run run vô run có tính chất gia đình thứ hai là các hội chứng Parkinson thứ phát khác sau khi như sau khi dùng một số thượng nhóm thuốc an thần kinh do bệnh lý mạch máu do các bệnh não như viêm não nạo ung thủy chấn thương nhiễm độc hóa học hoặc kim loại tư là có thể phân phải phân biệt với hội chứng Parkinson phối hợp với các bệnh thoái hóa thần kinh nguyên phát xảy ra từng đợt hoặc là do di truyền như bệnh teo đa hệ thống, liệt chân nhân tiến triển, thoái hóa vỏ não hoạch nền, bệnh Alzheimer, sa sút trí tiệt thể Lewy. Về chẩn đoán giai đoạn bệnh, chẩn đoán theo giai đoạn, giai đoạn bệnh thì người ta thường chẩn đoán giai đoạn bệnh theo theo ờ uh, và da có 5 giai đoạn thứ nhất là ở giai đoạn đầu tiên là giai đoạn không là không có triệu chứng giai đoạn một là biểu hiện ừ, triệu chứng một bên giai đoạn hai là tổn thương cả hai bên nhưng chưa có dối loạn thăng bằng giai đoạn ba thường ừ, thương tổn cả hai bên từ nhẹ đến vừa có một vài dối loạn về tư thế dáng đi dáng ừ, bộ hoặc sinh hoạt nhưng mà sinh hoạt bệnh nhân vẫn bình thường giai đoạn bốn là bị tàn tật tuy nhiên vẫn có thể tự đi lại được hay đứng dậy không cần sự trợ giúp Giai đoạn 5 là phải sử dụng xe lăn hoặc nằm liệt giường nếu không có người giúp đỡ. Về điều trị, bệnh Parkinson là có đặc tính tiến triển ngày càng nặng dần, hiện nay chưa có phương pháp chữa lành cũng như làm chậm tiến triển của bệnh. Việc điều trị bệnh Parkinson cần được cá thể hóa từng bệnh nhân, dùng thuốc tăng dần liều để người bệnh có thể thích nghi và làm giảm tối thiểu các biến chứng do dùng thuốc chỉ bắt đầu điều trị triệu chứng khi người bệnh có sự suy giảm chức năng bởi sự xuất hiện các triệu chứng này. Về mục tiêu điều trị, mục tiêu điều trị là cần cải thiện các triệu chứng, ngăn ngừa các biến chứng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống. Uh, về điều trị thì các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định điều trị bao gồm tuổi của bệnh nhân, mức độ nặng của, uh, của triệu chứng, thời gian mắc bệnh, tiến triển của bệnh, bệnh kèm theo và các thuốc uh, liên quan đến độ mức độ dung nạp thuốc cũng như là điều kiện kinh tế và giá thành điều trị. Quá trình tiến triển bệnh Parkinson sơn được điều trị từ khi khởi phát bệnh cho đến khi tử vong, trong vòng 3 năm đầu tiên, người ta gọi là giai đoạn 3 đến 5 năm đầu tiên người ta gọi là giai đoạn trong mật, bệnh nhân rất đáp ứng tốt với thuốc. Tuy nhiên, sau 5 năm thì bắt đầu có các biến chứng về rối uh, loạn vận động khác hoặc là các biến chứng ngoài vận động thì người bệnh sẽ cảm đến từ 8 đến 15 năm thì là giai đoạn kháng thuốc, bệnh nhân rất kém đáp ứng với các thuốc điều trị. Từ giai đoạn 15 đến 20 năm thì là giai đoạn suy giảm nhận thức và sau 20 năm thường là bệnh nhân sẽ tử vong. Với một người bệnh Parkinson thì điều trị sẽ có hai hướng, một là dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc. Không dùng thuốc thì bao gồm các mình các phương pháp về giáo dục hành vi, uh, phương pháp hỗ trợ và luyện tập phục hồi chức năng và dinh dưỡng. Đối với dùng thuốc thì cần dùng thuốc chỉ chỉ định khi người bệnh có các giảm hoạt động chức năng do các triệu chứng gây ra và sử dụng các nhóm thuốc các nhóm thuốc để điều trị cải thiện triệu chứng về điều trị cơ bản thì với những điều trị cơ bản khi dùng thuốc đấy là cân bằng sự thiếu hụt dopamine bao gồm mình cung cấp các nguồn dopamine ngoại sinh như levodopa cung cấp các chất có tác dụng giống dopamine như đồng vận dopaminergic làm chậm quá trình sáng hóa dopamine bằng các thuốc ức chế men chuyển hóa và các thuốc khá khác như các thuốc nhóm hạng gonilergic bản chất của bản chất của bệnh là do tổn thương thoái hóa liềm đen và thể vân gây ra làm mất các tế bào chứa dopamine acid vì vậy khi điều trị thì mình cần sự cần phải đảm bảo sự cân bằng thiếu hụt dopamine vì vậy là mình sẽ dùng các cái nhóm thuốc này ờ, ngoài ra các biện pháp khác điều trị khác như phẫu thuật kích thích nào sâu hay hay là phẫu thuật đốt nhân được áp dụng cho những bệnh nhân có đủ điều kiện về điều trị triệu chứng vận động trong bệnh Parkinson như các sở la trên tôi đã nói điều trị triệu chứng vận động hay ngoài vận động bệnh Parkinson thì cần phụ thuộc vào là điều trị cá thể hóa từng bệnh nhân phụ thuộc vào tuổi phụ thuộc vào giờ, tuổi giai đoạn bệnh cũng như là điều kiện kinh tế điều kiện kinh tế và triệu chứng lúc đấy thì đối với triệu chứng điều trị triệu chứng vận động trong những giai đoạn đầu tiên giai đoạn sớm thì mình sẽ dùng các nhóm thuốc, nhóm thuốc ức chế MAO B, nhóm thuốc levodopa và nhóm thuốc đồng vận dopamin. Đến giai đoạn tiến triển thì khi mà bệnh Parkinson đến giai đoạn tiến triển thì cần phải điều chỉnh liều levodopa và phối hợp thuốc levodopa kết hợp với các nhóm thuốc đồng vận dopamin cũng như nhóm ức chế MAO B, kháng cholinergic giai đoạn nặng hơn giai đoạn xuất hiện biến chứng như dao động vận động và loạn động thì cần cần phải phối hợp thuốc cũng như điều chỉnh liều đối với xuất hiện biến chứng dao động vận động thì cần điều chỉnh liều levodopa hoặc phối hợp đa trị liệu levodopa đồng vận dopamin ức chế mau b hoặc là ức chế COSCOM hoặc là các thêm kết hợp các nhóm thuốc kháng cholinergic Đối với xuất hiện uh, biến chứng loạn động thì điều cũng phải điều chỉnh liều levodopa, phối hợp đa trị liệu và có thể dùng thêm phối hợp các nhóm thuốc uh, chống loạn động như là amantadin hoặc clozapine. Khi mà các khi mà phối hợp đa trị, uh, khi mà phối hợp điều trị các đến giai đoạn biến chứng mà phối hợp điều trị vẫn chưa đáp ứng có thể uh, áp có thể sẽ sử dụng phối hợp các phương pháp khác như levodopa truyền liên tục vào ruột hoặc là dùng biện pháp apomorphine tiêm dưới da. Ngoài ra còn các phương pháp phẫu thuật kích thích nào sâu hoặc phẫu thuật đốt nhân được áp dụng cho những bệnh nhân đủ điều kiện. Về điều trị các triệu chứng ngoài vận động. Đối với các triệu chứng ngoài vận động như tụt huyết áp tư thế thì mình cần tăng lượng dịch, ăn mặn và mang đeo tất đi, đeo tất áp lực. Có thể sử dụng các thuốc như fludrocortisone, uh, drosidopa, midodrine. Đối với trường hợp bệnh nhân bị táo bón thì cần hướng dẫn bệnh nhân uống nhiều nước, ăn nhiều chất sơ, nhận trường, macro, uh, nhận tràng, uh, các thuốc nhận tràng và tránh sử dụng các nhóm thuốc kháng cholinergic. Đối với người bệnh bị chảy rãi thì có thể phối hợp thêm sử dụng thuốc kháng cholinazic hoặc là tiêm botulinum toxin. Đối với các triệu chứng như tiểu gấp chiều tiểu lần lần thì có thể dùng các cái thuốc như solifenacin. Đối với các trường hợp rối loạn uh, sinh dục, rối loạn cương dương thì có thể sử dụng nhóm thuốc sildenafil. Trường hợp các bệnh nhân bị trầm cảm thì sử dụng các nhóm thuốc ức chế serotonin chọn lọc chống trầm cảm ba vòng và bramipresone. Các người bệnh mà có triệu chứng loạn thần thì có thể dùng các thuốc nhóm an thần kinh như clozapine, quetiapin hoặc là uh, pimavestrine. Ừ, trong, trong trường hợp người bệnh bị sa xuất trí tuệ thì có thể phối hợp với thuốc uh, rivastigmine hoặc donepezil. Trong trường hợp mà thợ ơ lãnh cảm có thể phối hợp với thuốc piribedine, uh, rivastigmine hoặc những trường hợp rối loạn giấc ngủ thì dùng nhóm thuốc melatonin hoặc eszopicolong ờ, hoặc là trong rối loạn uh, ngủ ngày quá mức có thể dùng phối hợp với nhóm thuốc doxamipin mệt mỏi thì có thể phối hợp với nhóm thuốc rasagilin. việc điều trị bệnh nhân Parkinson là điều trị cá thể hóa từng bệnh nhân vì vậy người bệnh cần phải đến để các bác sĩ đánh giá mức độ bệnh và ở giai đoạn bệnh từ đấy mới chọn um, đưa ra các phương án để điều trị cho bệnh nhân. Kết luận uh, bệnh Parkinson là một trong những người bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển ở liềm đen và thể vân gây mất các tế bào dopamine dop, dopaminergic. Triệu chứng lâm sàng kinh điển gồm có run lúc nghỉ, chầm cử động, đưa cứng và mất ổn định tư thế. Trần đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng, về điều trị thì điều trị cá thể hóa từng người bệnh, điều trị cả triệu chứng vận động và ngoài vận động. Và đảm bảo trong quá trình điều trị thì cần đảm bảo sự cân bằng hệ dopaminergic bằng cách bổ sung dopamine ngoại sinh như các nhóm thuốc thuốc levodopa hoặc đồng vận dopamine dùng các nhóm thuốc ức chế men chuyển hóa dopaminergic hay các nhóm thuốc kháng cholinergic các phương pháp không dùng thuốc khác nhờ, khác như là phẫu thuật kích thích não sâu phẫu thuật đốt nhân tập phục hồi chức năng cũng được áp dụng Ờ, khi bệnh người bệnh có bất kỳ triệu chứng nghi bệnh mắc xin mời đến các cơ sở khám bệnh để được bác sĩ trần đánh giá và chẩn đoán bệnh từ đó đưa ra các phác đồ điều trị hợp lý nhất cho người bệnh. Tại trung tâm thần kinh hiện tại đang ở hiện tại ở bệnh viện Bạch Mai đang có chương trình và cấp phát thuốc theo chương trình cho người bệnh Parkinson. Ngoài ra những người bệnh có nghi ngờ ở nghi bệnh Parkinson có thể đến trung tâm thần kinh bệnh viện Bạch Mai để được các bác sĩ tư vấn cũng như đánh giá và chẩn đoán bệnh ạ.